Xin chào anh Dũng ở Phan Thiết, mình là Nhật Audio. Hiện tại thì Nhật đang test âm ly Technic SU7700 trước khi giao hàng cho anh. Đây mời anh. Đây mình sẽ test từng nút chức năng luôn. Đầu tiên là ba lăng. Đây ba lăng loa trái. Đây ba lăng loa phải. Đây hai loa đều hoạt động rất là tốt. Đây stress. Đây chỉnh bass. Đây bass test hoạt động rất là tốt. Đây mình chỉnh loa nét luôn. Đây loa nét cũng hoạt động rất là tốt. Đây mà sản phẩm động hoàn hảo luôn. Đây mặt sau của sản phẩm. Đây tem. Đây nó hơi tối nè. Đây còn cái nó nhìn vào. Đây cái cổng cắm dây loa. Năm xưa tôi nhớ nơi này qua một đêm gió mưa nhiều. Lời nào ta dót vào tim nhau trong mê biết nói sao.
Rồi cảm ơn anh Dũng ở Phan Thiết đã ủng hộ Nhật Auto. Và bây giờ Nhật cũng sẽ bắt đầu đóng thùng và giao hàng cho anh. Rồi xin chào anh. Và bây giờ Nhật sẽ bắt đầu ra Viettel Post để giao hàng âm ly Technic 7700 cho anh Dũng ở Phan Thiết. Cảm ơn anh đã ủng hộ Nhật Auto. Đây hiện tại trời khá là mưa. Rồi bây giờ mình sẽ tranh thủ rồi chào anh.